Vai của Triệu Kim Mạch là điểm trừ trong phim Độ Hoa Niên. Mặc dù thành tích không như kỳ vọng, nhưng Độ Hoa Niên vẫn là một trong những bộ phim Trung Quốc được chú ý hiện nay. Ở những tập trước, khán giả thích thú trước màn tương tác của trưởng công chúa Lý Dung và tể tướng Bùi Văn Tuyên. Nhiều ý kiến khán giả cho rằng, hai diễn viên trẻ giống hệt cặp đôi vợ chồng trung niên, đụng chuyện sẽ cãi cọ, ai cũng có cái lý riêng của mình, không ai chịu thua ai. Tuy vậy, cách xây dựng nhân vật trưởng công chúa Lý Dung của Triệu Kim Mạch ở một số chi tiết đang vấp phải tranh cãi từ khán giả, nguyên do vì việc đoàn phim chỉnh sửa nguyên tác, khiến vai diễn này trở nên thiếu quyết đoán trong một số việc quan trọng và then chốt. Trong nguyên tác, Lý Dung có chính kiến, suy nghĩ rõ ràng, tuy nhìn người không được thấu đáo, nhưng làm việc đâu ra đó và quyết đoán. Sau khi hóa giải hết hiểu lầm và nhận ra tình cảm của mình với Bùi Văn Tuyên, Lý Dung có cách hành xử khá quyết đoán và lý trí. Thậm chí theo nguyên tác, cô đã từ chối tình cảm Tô Dung Khanh mà không phải đắn đo. Tuy nhiên khi lên phim, nhân vật Lý Dung lại được xây dựng với tính cách có phần dây dưa mập mờ với Tô Dung Khanh, mãi không dứt. Điều này khiến khán giả không hài lòng, cho rằng việc xây dựng nhân vật như thế này là hủy hoại cả bộ phim. Ghét cái cách nữ chính lằng nhằng với nam phụ mà không chịu dứt khoát, cô ấy kiểu tiếc nuối, mỗi lần gặp là bao nhiêu tâm tư tình cảm lộ hết trên mặt. Khán giả đánh giá, xem phim hơi mệt mỏi, tôi thấy phim còn tệ hơn cả truyện, tôi không đánh giá cao cách xây dựng tình cảm trong phim. Trong truyện, Lý Dung khá dứt khoát về mặt tình cảm với Tô Dung Khanh, điều còn sót lại, chỉ là thắc mắc và tiếc nuối, vì sao kề cận lâu như vậy, hắn vẫn muốn giết nàng, và nhiều lần dù có cơ hội hắn đều không dám tiến thêm bước nữa. Đó cũng là một trong những điều Tô Dung Khanh thua thảm bại trước Bùi Văn Tuyên. Bùi Văn Tuyên dám cưới công chúa, dám đương đầu với bá quan ngay cả hai kiếp, tức phim trọng sinh, nam nữ chính đều sống hai kiếp, còn Tô Dung Khanh cả hai kiếp đều là con gia thế lớn, nhưng hắn không dám làm vậy. Nếu phim cho thấy Lý Dung dứt khoát hơn về tuyến tình cảm, thì tôi sẽ thích hơn, vì chính Lý Dung cũng nói là bản thân cô rất rạch trò chuyện tình cảm, một khán giả chia sẻ ý kiến. Triệu Lệ Dĩnh và Tình Trẻ nhận tin vui chấn động sau thời gian dài công khai yêu đương. Bộ phim Giữ Phượng Hành do Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chủ diễn thời gian qua đã trở thành tâm điểm của mọi chú ý, thu hút độ thảo luận cực cao trên các diễn đàn mạng trong và ngoài Trung Quốc, là bộ phim đánh dấu màn tái hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân sau siêu phẩm cổ trang Sở Kiều Truyện, lại chuyển thể đại IP, chế tác lớn, nên được khán giả đặt rất nhiều kỳ vọng, cùng sự quan tâm lớn. Tính đến ngày đầu tháng 7 năm 2024, Giữ Phượng Hành đã chính thức trở thành bộ phim truyền hình có chỉ số truyền thông cao nhất năm 2024. Trong đó, vai diễn Thẩm Ly do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận cũng xuất sắc trở thành nhân vật phim cổ trang có chỉ số truyền thông cao nhất tính đến nửa đầu năm 2024. Fan phim cũng như người hâm mộ các diễn viên đang hào hứng ăn mừng trước thành tích này của tác phẩm. Giữ Phượng Hành chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả nổi tiếng Cửu Lộ Phi Hương, kể về mối nghiệt duyên của Bích Thương Vương ma giới Thẩm Ly và thần quân tam giới là Hành Chỉ. Thẩm Ly bị thương rơi xuống trần gian và được Hành Chỉ cứu giúp, từ đó cô ở bên Hành Chỉ và nảy sinh tình cảm với anh. Ngay ngày đầu lên sóng, Giữ Phượng Hành đã ghi danh vào lịch sử Ten Sen khi chỉ mất hơn 2 giờ đồng hồ để phá mốc nhiệt 28.000 điểm, đồng thời rating Really Team Khốc Vân cũng đạt 0.632%, dẫn đầu các phim cùng khung giờ chiếu không bao gồm đài trung ương CCTV. Một khởi đầu đầy lý tưởng, ngoài việc được ngợi ca là một trong những tác phẩm được đầu tư kinh phí lớn của truyền hình Trung Quốc, Giữ Phượng Hành còn có sức hút mạnh mẽ, đến từ cặp diễn viên chính Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Phim đánh dấu sự tái hợp của cặp đôi sau bộ phim gây sốt khắp châu Á là Sở Kiều Truyện, lên sóng năm 2017. Lưu Diệc Phi được hỏi, làm gì khi đóng cảnh hôn có phản ứng sinh lý? Lưu Diệc Phi vừa có màn trở lại đầy mạnh mẽ với bộ phim hiện đại Câu Chuyện Hoa Hồng, hợp tác cùng Bành Quán Anh, Lâm Canh Tân, Hoắc Kiến Hoa, Lâm Nhất. Trong phim, Hoàng Diệt Mai có không ít cảnh thân mật cùng mối tình đầu trang quốc đống, khiến không ít khán giả ngượng ngùng và đỏ mặt. Một lần phỏng vấn, Lưu Diệc Phi bất ngờ được hỏi, khi đóng cảnh hôn nếu có phản ứng sinh lý thì nên làm gì? Mỹ nhân Mộng Hoa Lục thẳng thắn cho biết, đây chính là một phần công việc của tôi. Câu trả lời này của Lưu Diệc Phi nhận được nhiều lời khen từ công chúng, đồng thời thể hiện rõ sự chuyên nghiệp của thần tiên tỷ tỷ. Trước đây, Lưu Diệc Phi cũng từng bày tỏ quan điểm của mình về cảnh hôn, không muốn khán giả có thành kiến với phụ nữ chỉ vì đóng cảnh hôn. Đối với mỹ nhân họ Lưu, việc netizen quan tâm quá mức đến vấn đề này là không hợp lý. Bên cạnh đó, Lưu Diệc Phi nhấn mạnh, là một diễn viên chuyên nghiệp, đóng cảnh hôn chỉ như đi bộ hay ăn uống hàng ngày. Tại làng phim Hoa ngữ, nhiều diễn viên bao gồm cả nam lẫn nữ, đều không muốn thực hiện cảnh hôn.
cũng vì e ngại bản thân hoặc bạn diễn sẽ xuất hiện phản ứng sinh lý, và để tránh tình huống này xảy ra, họ sẽ ăn tỏi hoặc món nặng mùi trước khi bắt đầu quay, như Dương Tử, Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, chính là ví dụ điển hình. Câu chuyện Hoa Hồng được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh nhân vật chính là Hoàng Diệt Mai, một cô gái xinh đẹp, có học thức, tài năng nghệ thuật và xuất thân trong một gia đình giàu có, song cuộc đời lại gặp nhiều truân chuyên và trắc trở. Những thước phim lần lượt kể lại hành trình, từ khi Hoàng Diệt Mai còn là cô gái ở tuổi đôi mươi, cho tới khi lập gia đình, sinh con, ly hôn, rồi trải qua một vài chuyện tình cảm với cái kết không có hậu. Bốn người đàn ông đi qua cuộc đời người phụ nữ tài sắc này, đều gắn với một giai đoạn ghi dấu sự khác biệt về suy nghĩ, chữa lành về tâm hồn, để rồi sau cùng giúp cô dần trưởng thành và hoàn thiện bản thân mình. Sự nghiệp tụt dốc và cuộc sống của Lý Thần sau 5 năm chia tay Phạm Băng Băng. Lý Thần và Phạm Băng Băng từng là cặp đôi được ngưỡng mộ của showbiz, có sự ủng hộ của người hâm mộ. Cặp sao công khai hẹn hò vào tháng 5 năm 2015, đến tháng 9 năm 2017 chính thức đính hôn. Thời điểm Phạm Băng Băng khổ sở vì vướng phải scandal trốn thuế, mặc dù Lý Thần không lên tiếng trên các phương tiện truyền thông hay mạng xã hội để bảo vệ người yêu, nhưng anh là người đã ở bên cạnh cô, cùng cô vượt qua sóng gió. Năm 2019, Phạm Băng Băng xác nhận chia tay Lý Thần sau hơn 4 năm hẹn hò. Thời điểm còn hẹn hò với Phạm Băng Băng, tài tử họ Lý luôn gây ấn tượng với hình ảnh lịch lãm nam tính. Nam diễn viên được nhận xét là người đàn ông xứng đôi nhất với nàng Võ Mị Nương. Giai đoạn sau khi chia tay, Lý Thần vẫn tham dự các sự kiện hay show truyền hình thực tế. Tuy nhiên, sự nghiệp của Lý Thần lại tụt dốc và ảm đạm. Tháng 2 năm 2022, hình ảnh Lý Thần gầy gò, xuống sắc tại một sự kiện ở quán bar gây xôn xao. Ngoại hình của nam diễn viên lúc này khác xa thời anh gắn bó với Phạm Băng Băng. Lý Thần bị thất sủng và dần vắng bóng trong làng giải trí Hoa ngữ từ khi chia tay Phạm Băng Băng. Lý Thần sinh năm 1978, trong một gia đình có truyền thống về quân đội, gia tộc họ Lý của anh sở hữu khoảng 60 triệu đô la Mỹ, và Lý Thần là người thừa kế duy nhất. Lý Thần có trong tay nhiều bất động sản có giá trị tại Tam Á, Bắc Kinh, và sở hữu chiếc xe hơi đắt tiền như Mercedes, Volkswagen, Aston Martin Rapid S, Lamborghini Aston Martin, Rolls Royce. Khi theo đuổi sự nghiệp phim ảnh, Lý Thần gây ấn tượng khi tham gia Đường Sơn Đại Địa Chấn lên sóng năm 2011 của đạo diễn Phùng Tiểu Cương. Đây là tác phẩm để đời của Lý Thần. Tạp chí Forbes từng xếp Lý Thần vào danh sách những ngôi sao giàu có nhất làng giải trí Hoa ngữ từ năm 2012 đến 2015. Dù danh tiếng không bằng bạn gái của Phạm Băng Băng, nhưng anh giàu có không thua kém cô nhờ gia đình bề thế. Trước khi hò hẹn với Phạm Băng Băng, Lý Thần từng cặp kè với nhiều mỹ nhân của làng giải trí như Ngưu Manh Manh, Lý Tiểu Lộ, Trương Hinh Dư, Địch Lệ Na Nhĩ. Ở tuổi 45, nam diễn viên chưa lập gia đình và không mặn mà với hoạt động trong làng giải trí. Anh tham gia một số show truyền hình và đóng quảng cáo. Năm 2023, khi tham gia Kiếp Trăng Ninh, Lý Thần bị chỉ trích gay gắt vì câu nói: "Đi mà bắt hai người con gái ấy, họ sẽ trở thành điều phiền toái và gánh nặng với chúng tôi." Sau đó, anh lên tiếng xin lỗi, do bản thân không suy nghĩ thấu đáo, có phát ngôn gây tổn thương đồng nghiệp nữ. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.